nó sẽ trầm cảm đấy. Thế nhưng sự bị trầm cảm đấy, sao anh lại làm gì? Đã đi rồi, thiện mẽ rồi. Em sẽ lục rồi. Ôi ví dụ mà em vô được cái máy tính của anh ấy, em bật nhạc bản quyền rồi thì anh bay bay kinh không? Livestream mà, bay luôn cho bay luôn. Hợp lý. Nhập ID đâu vậy? Em chia sẻ thêm view thôi nha. Rồi đó. Nó phải đi đâu vậy? Có mua tờ contest thì đúng không? Được chưa, được chưa, được chưa, để xem nào. Xem này. Đúng rồi, có cái ID bắt đầu ấy. ID, enter bắt đầu ID bên cạnh này. Đấy, đúng rồi, điền vào đấy. Này. Điền điền của cái của anh vào đấy. Cái này anh cái. Ủa, anh gửi hai cái mà. Anh gửi một cái đầu cái số ấy, đúng rồi. Connect. Connect xong tiền cái sau là cái password. Cảm ơn chị Hà Tiến nhé, cảm ơn nhé. Hello Minh nhé, hello Quỳnh Hoa nhé. Hello Bình Trọng Trộn. Cần đâu mới được, được con ơi. Nào con hết chưa? Bắt lọc tài khoản cái gì? Hello nhà chú ế, hello nhà. Đợi thì thấy chưa? Đấy chúng nó thoát hết đấy, khổ thế. Nó xuống chơi phòng viên hai. Con hết chưa? Đến con hết đi. Bắt lọc tài khoản cái gì? Chút. Nó bắt tại. Tìm view ở đâu? Nó bắt tại tài khoản. Bây giờ nó nắn chuyện thật đấy chứ nó không cần tài khoản đến thế đâu. Đợi chút nha, em không chỉ một việc với đại. Có. Cái gì? Đang gì vậy? Nó gửi mẹ lên Gmail để em kích cái mẹ. Đúng rồi, phải kích hoạt email. Đăng chủ đăng kiểu setup để chơi một cái game trên điện thoại nhá các con. Đợi tí nhá. Nó hơi lâu chú định setup nhưng mà anh đang chưa biết chơi gì, chắc chơi Free Fire. Mình cứ giải trí vài cái game vớ vẩn đã xong rồi mình sẽ xong. Thế nhá mọi người nhá. Chơi game game này tên là game Monkey Rope. Nếu mà mấy đứa đã từng xem qua những clip của Monkey Rope thì được chưa? Có cái mật khẩu nữa đấy. Có cái mật khẩu nữa đấy. Nào. Chưa chưa thấy gì chứ. Cho con xem. Cái này không chơi được, cái này chỉ có gọi là game offline chứ không phải game online. Nó là game offline không phải là game online. Nó là game off thế nên là chỉ chơi ở trên điện thoại thôi. Cái game này trên điện thoại có đấy, không phải là máy tính đâu. Để tí chơi chơi với anh Khôi đi một chút, chơi khoảng 10 phút là game đấy ngắn mà. Được chưa? Điền mật khẩu xong cái điều khiển gì hết trơn này. Ô vãi. Thế kích hoạt chưa? Chưa thấy gì là chưa thấy gì là chưa thấy cái gì cả đâu. Gì vậy anh? Đã. Này với bọn đi thế giờ mà xem live thì đâu ok con nhá, chú cũng không phải là con chú trách mắng gì đâu. Chú chỉ chửi thầm thôi nhá. Chú chỉ chửi. Lấy cái này xong chơi cái này xong rồi mình nếu mà nó vui thì mình có thể tạo được cái ấy được ấy, tạo clip được ấy. Có mà. Ở bên Khôi nhá. Ở bên Khôi nhá. Mai thi tin với giáo dục địa phương à? Gọi là giáo dục địa phương à? Bây giờ không gọi là giáo công dân nữa à con? Này chú chơi gì á? Chú đang chưa biết là sẽ chơi gì. Chắc là đá qua một chút play to get thờ. Nhiều cái mẹ xong gửi cái lên liền hơn mấy lên. Xong lên xong chạy qua Free Fire.
Chắc Thế vậy, thì sẽ chứ chú cũng chưa biết là phải chơi cái game gì hết ok trơn. thì xem nào Ok. nhé. Ok, remote rồi. À, nào, thử điều khiển cả mật khẩu để À, xem. bắt quần là của anh đúng Vẫn không? gọi anh gửi Ôi ơi, nãy giờ tôi mới thấy nhắc bắt quần của Vãi, mình. được rồi, xong rồi đấy. Ôi Khôi khôi ăn cay à? Ok. Rồi. Vãi, vãi bị lặp tiếng mọi người. Ok, tối nay chú có múc bang không? Có chứ con. Bây giờ này Khôi ơi, bây giờ như thế này là đây, nhìn thấy cái màn hình của anh rồi đúng không? Đúng Nào. chưa? Đúng không? Đấy, anh sẽ vào cái game này Monkey Rope. Thì bây giờ chú phải đưa cái màn hình của TeamView lên livestream. À. Vãi, nó bị lặp tiếng ấy. Để full màn hình bây giờ nhắc F1 đã ra full màn hình. Đấy nào, đừng có điều khiển của anh, ẩn cái đấy đi, ẩn cái của anh đi. Vãi trưởng, nhấn nhầm vào cái của anh thôi. Ẩn đi, ẩn đi, ẩn đi cái TV. Bây giờ tắt màn hình của Discord đi nữa nào. Tắt ngay. Còn Tắt màn hình của Discord đi đã. xin rồi Ok. Này, đừng có điều khiển của anh nữa. thử Đừng điều thử khiển. Anh đừng có điều thử khiển. thấy thử Chưa, được chưa? Bây giờ điều khiển lên, đưa lên livestream đi. Từ từ để anh xem lại cái livestream của bên đấy đã. Đây rồi. em chỉ lo OBS nghe nghiêm khắc chủ. Ok. Là vẫn đang điều khiển cái của anh đúng không? Không hiện rồi. Sao lại không hiện? Không hiện cái TV này đó. Anh thấy ở bên đưa cả cái screen lên được, đưa cả cái màn hình đi. Đưa cả màn hình lên được. Nói chung vậy được mà sao ta? Thế là hiện được chưa? Bây giờ phải xem lại cái livestream đã hiện chưa? Xem màn hình coi, đợi tí, đợi tí. Chỉ quán mà, chỉ quán mà. System ready running. Build Hiện. setting successfully. Ok. Coi như là có cái màn hình của anh rồi đúng không? Ok. Được chưa? Nhấn nhấn thử vào, bây giờ bật cái Monkey Rope của anh lên thế nào. Để anh em tự nhắc nhở. Rồi ok, Đó. chọn được rồi đúng không? Ồ, Được rồi đúng nhưng không? mà Full sao màn hình full đây được rồi. Được nó. chưa? Bây giờ sẽ nhấn vào trang Glenmode nào. Rồi nào nào nó không nhấn nữa. Được chưa? Bây giờ nhân vật sẽ có hai nhân vật này, là một nhân vật là xanh và là đỏ đúng Sao không không? khởi anh Cho chọn đi, cho chọn đi. Xanh xanh đúng không? Anh đỏ đúng không? Thế bây giờ anh đúng rồi, nhấn trang lớn mốt này. Phải lo trang lớn lửa. Chia sẻ cam lên anh cho chắc lên hai cái cam mình cái Tao chia sẻ cam thì phải chia sẻ của bên gấu mèo lên. vô để em gắn cam Để ý để anh chia sẻ lên. luôn rồi sao ông anh nói trước rồi trời ơi tới mức là chiều nói rồi khoảng tới cách Trước đã bảo rồi mà quên. lỗi hết số lần đọc bình. nhớ nha chơi này còn chơi ngỗng vịt nữa cho không nó đánh em hết Yên tâm đi, thoải mái đi. Nào, chia sẻ cam lên Discord đi. đâu 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 Để xem có biết ông trưởng này chính là ai đây. bắt cập nhật em cứ không xong rồi nó lát luôn lát ít luôn Phải chấp nhận. chưa nhắc lên chưa Chưa nào. chú tao tao quay chú Ok, của anh hiện hai camera rồi đấy. ok mình đâu Con biết trò này rồi á. Ok. Được chưa? Thế điều khiển được chưa? Điều khiển được chưa? chú lên kém chú quá Chưa lên cam á? Thích nhé, điều khiển cho lên cam đi. Cho tình đang anh em. ăn phi thôi anh này đỡ chút Vãi cả tìm filter. What the fuck? Là đúng trời. đúng đúng ra 70 nè khó đang lên được tôi không tôi cực kỳ mà không Vẫn chưa hiện, vẫn chưa hiện cam. em đã xe đâu mà hiểu anh đừng có nhắc ờ, anh vội vàng giật thế gì. để mà mùi rộng mà sao mà vậy thế anh Rồi rồi, ok, thế rồi. ok
anh cái cam anh đâu, cái cam anh đâu, sao lại cái cam bỏ anh nhỉ? Anh bật cam lên thì em mới sẽ lên là chim nguyện được chứ. Ok, đấy, đợi tôi. Chú ơi, tự nhiên đi nhà vệ sinh giặt đồ lau bảng rồi cởi vệ sinh hết máu đeo kinh quá. Chú ơi đợi với chú chưa có mẹ đi chú. Đây, chú đang chơi đây. Dạ, có vết máu quá, chắc là đứa nào đến tháng ấy chú vẫn ạ. Được chưa? Mọi người xuất hiện chưa? Chào mọi người ở bên gấu mèo nhỉ. Chỉ cứ chào đều ấy, tí nữa kiểu gì chả up, chỉ kiểu chỉ chả up video nếu mà chẳng hạn có dùng. Đúng không? Vỡ kiểu mình cứ nhưng mình nhiều view ra đây. Không mình đọc mình đọc không kịp ra. Ôi, đọc rồi, comment không kịp các bạn ạ. Kiểu vậy. Nhạc nói rồi, đọc không kịp. Hai kem rồi đó. Mẹ đang nghỉ hai kem rồi này. Ok. Hai điện thoại, một điện thoại thì xem like của mình, một điện thoại like xem của gấu mèo. Đấy trưởng. Rồi, ok, ổn. Rồi chơi đúng không? Nào, mọi người. Nào, mọi người chờ đợi kết hợp giữa game này á. Còn cái dấu ích ở trên này em bấm tắt được không? Nhiều cái chuyện quá. Ủa, có dấu ích? À, không phải nhấn tắt mà hãy nhấn cái nút, nhấn nút mũi tên đi lên đấy. Nhấn nút mũi tên đi lên đấy. Rồi, thế thôi, thế thôi. Thế thôi, ẩn vậy thôi chứ còn mình có chủ yếu dùng em quảng cáo má. Nó là quảng cáo trời ơi. Nào được rồi, bây giờ sẽ nhấn vào trang đường mốt này. Động hay là trên trên mái nhà này. Cái này không chơi chung được nhá các bạn nhá. Được rồi. Chơi game gì vậy chú? Chơi Monkey Rope này. Được rồi. Học là cái này nó bây giờ sẽ mình sẽ test game trước này. Tắt ở đâu? Đây rồi. Để tí ấy, nó mình ghét cái quảng cáo này vậy ngớn ý. Đi ủng hộ người ta. Không có cái gì tìm đó. Tìm đó mà làm game. Rồi ok. Nhấn lại. Tầm mệt mỏi quá. Ok. Chọn màu xanh đúng không? Yeah. Khôi khôi màu xanh đúng không? Yeah. Thế anh chạy màu hồng này. Ok, lên đi. Em sẽ di chuyển. Nhấn không không phải di chuyển, không phải di chuyển mà chỉ nhấn chuột vào màn hình thôi. Hết. Nhấn nhấn chuột vào màn hình thôi, nhấn đi. Đấy. Ơi, hiểu chưa? Hiểu chưa? Ok. Hiểu cách chơi. Từ từ. Rồi, rồi chơi lại điều khiển. Em đi trước anh, từ từ. Hiểu cách chơi. Hiểu. Đấy, hiểu chưa? Nhấn thôi, cứ nhấn vào màn hình thôi, đừng có nhấn vào nút gì khác ạ. Hiểu chưa? Nhấn một lần thôi. Hiểu chưa? Ơi, cái gì vậy? Nào bình tĩnh. Nhấn dí tịt vào màn hình thì nhân vật mà có mũi tên ở phía trên nó sẽ bay và dừng lại. Hiểu rồi. Đấy. Bây giờ anh sẽ là tầm hồng đúng không? Anh sẽ dí tịt vào để anh bay tiếp. Đấy. Ngon ngon. Nào bình tĩnh nào. Rồi, nào, mày phải căn nha, cái này phải căn nha. Em không làm chủ được. Ca để trai hello ca nhá. Nào, bây giờ trở lại này. Ôi, cái này mình ghét quảng cáo cái khủng luôn ý. Game miễn phí. Ok. Tiền chứ. Chứng tỏ làm game được nhau ở bộ. Được không phải mấy đô đấy. Đừng nhấn ở đấy. Nhấn ở trên này thôi. Nào, để anh điều khiển này. Rồi, xanh này, xanh. Không cần nhấn vào đấy, chỉ cần nhấn vào màn hình thôi, không cần nhấn vào nhân vật. Chỉ cần nhấn vào màn hình thôi được rồi. Ok, bay đi. Ui. Nào, bình tĩnh. Găng ở, cố lên chú ơi, đợi đi. Ôi, ơi, đùa. Nào, lại. Anh làm sao anh? Nào, anh lại. Thấy cái hộp ở giữa nhìn nãy giờ khó chịu đúng không anh? Xong mở nào. Không không đừng mở đừng. Nó bắt mở quảng cáo. Nào bình tĩnh. Mũi tên ở đâu thì là của người đấy nha, là tên của người đấy nha. Hiểu chưa? Mũi tên ở trên đầu con hồng đúng không? Đúng không? Bây giờ là tên của anh. Anh là đỏ của anh rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Gạt thêm anh nhẹ đi, gần tới vào thôi, không cần nhảy qua đâu. Đùa. Nào nhảy vẫn nhảy được, chưa chết. Nhảy. Ấy dạ. Nhảy tiếp tại vì anh bị phế rồi, anh bị phế rồi. Nhảy tiếp. Không nhảy được. Ấy da. Khó. Mình tính lại. Hồng. Biết thế tại cái ấy. Ôi tới lúc mà quảng cáo anh thì mình im.
để cắt video cho dễ. Tự nhiên tới lúc bạn kéo, tự nhiên anh em mình có chuyện kể kể cho lắm vô, cuối cùng mình lại cắt. Gà game gì với chú mất cái rốt đây. Đùa. Điều khiển con cá đi ăn các loại cá khác. Đây là game cá lớn nuốt cá bé từ hồi xưa rồi. Đúng không? Xanh kìa, xanh kìa. Không. Nhấn luôn, nhấn luôn. Nhấn vào màn hình, cứ nhấn vào màn hình. Đúng rồi. Không phải nhấn tích tích mà là nhấn dê. Rồi, ok. Ok, nào. Nhảy nhảy sang bên anh đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi, Đấy, đấy, đúng đấy, đấy. không, Tình, trời tình. ơi, Để tao con chỉ rồi đi mới đi qua. đấy anh Đây, này. để dòng đi qua, để dòng đi qua. Em là vận động viên từ lúc 7 tuổi đấy. Anh anh nhấp hai lần. Nhớ hai lần nữa, đủ. Đang Chán thật luôn. Nào, xanh kìa, xanh kìa. Hai score là 8 trên 30 cơ mà. Chú cái kiểu quả. Nào, bây giờ gọi là chơi thử mấy ơi. Rồi, ok, nhảy đi, nhảy tiếp đi. mà sao anh nhảy qua trước mà bắt bắt nhảy trước ha? À, làm sao vậy? Em chơi kỳ vậy? Anh vẫn để cho người khác đi trước. Ơi trên đùa. Đúng lúc con rồng đến. Đổi 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 Shopee đi. nhớ sang xe Shopee cho mọi đứa. Đổi 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 tơn đi, đổi tơn đi. Bây giờ anh chuyển sang xanh đi, chuyển đổi đổi phong thủy hiểu không không? đợi Phong không không thủy các không thứ. ok quay còn xem mất cây mẫn rồi Tụi nó dọa có bóng đèn lướt qua. Ok được rồi. Ok. Đơn giản. đấy Đấy, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. nó xanh nhỉ đợi đợi thôi Cứ dí vào màn hình thôi, không cần phải dí vào nhân vật đâu. Cứ dí vào cái màn hình thôi là được rồi. Đừng nhấn nút X là được. Ê, đừng, đừng, đừng. Ồ, đừng. Ok, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. nhẹ nhàng Đấy, tinh nhẹ nhàng. nghe Bay tiếp, nghe một bay. đen rồi Bay. Ok. Bên này không có gì. nghe thì Ok. ui anh tư khoái ngành Nào, 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 nào. nghe Chưa, 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 anh chỉ nhấn một lần thôi. ủa trong có lửa Ok. Nào, nào, nào. Nào. Tại nhấn hai lần đấy. Phí ghê ấy. Ok. À, màu xanh này. Ok, bay đi, bay đi, Sao bay đi. sự sai sự Bay sai đi. sự sai chết luôn Rồi thế nó có lấy cây đâu nhà. này ui vừa khích luôn Rồi. Rồi. ý dài ơi Để tí, để tí, để tí. Cho con của nợ, con rồng nó bay qua đã. Hello Phạm Loan nhé. thế nhìn có thế Ơi, rồi. Spider-Man Rồi. mơ có mơ có mơ có Batman, đấy. Nào, nhấn một lần này. Rồi, bình tĩnh, ui bình sao tĩnh. mất mẹ đâu Để đi rồi. là Đợt này quá khỏe rồi. Giỏi, giỏi, giỏi. Ôi, mẹ độ. chớ này ui Rồi, Phật, Phật độ, Phật độ, Phật độ. Phật độ, Phật độ, Phật nãy độ. là nãy giờ là diễn mọi người ơi, đóng làm diễn viên mà không kể sao nhắc được. Ok, Phật độ, Phật độ, Phật độ. Nào. Ui. Anh chết đi đóng anh á. Nào, 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 nào. Nhảy đằng trước hoặc là nhảy đến đấy được. Không chết đâu, không chết đâu, không chết đâu. Ôi sao nhắc hai lần Một lần thôi, một lần thôi, đừng hai lần. này nhắc lần thứ ba chưa nhảy này đúng nữa nhờ Rồi rồi, ok. Hay 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 lắm, hay tuyệt vời lắm. hay phải nó hay đấy Chứa tôi, chứa tôi. Ok, cái này nhấn nhẹ thôi. Ở trên cao xuống nhấn nhẹ thôi. Đi, nói rồi. Nói rồi. dưới một con đó Giật đi. Cái ghê luôn đó. Nó khỏe quá em ứng em nở ra em mở chuột không kịp. Anh bảo mà từ trên cao nhảy xuống nên là chỉ cần tí rồi, tí xíu chưa lần đầu thôi. Ok. Ok, nhảy tiếp đi. Hồng. Hồng sơ tay. Ok. Nào anh sẽ phải cứu này. Cứu này. Ôi từ 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 từ. Ôi, chóng mặt quá. Ấy từng nào trời ơi chịu ấy chịu, chịu. Nào, lại 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 hai sợi co là 1.600 cơ. Nào, nhảy nào. À, nhắc ở dưới là
Giờ em có nhấp ở trên rồi, nhấp không được. Không anh thấy động được. Đừng có điều khiển chuột nhiều quá. Ok. Ok. Trời ơi, trời nắng thế này mà mặc áo lạnh anh không biết làm sao hết. Nóng là ở trong chỗ đấy nóng thôi, ngoài anh rét thấy mẹ rồi. Ê nào nào bình tĩnh bình tĩnh. Ơi, Nhảy luôn nhảy ơi, luôn. ơi. Nhảy lên màu đỏ kìa. Một nhỏ nhảy luôn. Đến một lần thôi nha. Khó ta. Chắc anh phải dùng chắc anh phải dùng đến bàn phím mất. Anh sẽ dùng một cách mà nó dễ. Anh ơi, sao anh có thể để một cái cam im nó ảo thế kiểu vậy anh? Sao lại ảo? Có gì mà ảo? Nó hơi Anh có lòng thương không? không, nó chỉ có vậy thôi à. Sao vậy? Sao nó gần vậy? Nó ảo thế? Ở bên Discord nó cũng gần mà. Không, xa lắm rồi, bự mà, dài lắm rồi. Anh cũng vậy luôn đấy. Nào ok, điều khiển chuột lại đây nào. Đó, thì cũng rồi đó, phải động, thuận lợi ca lắm rồi đó. Này. Từ từ, đấy, để anh điều khiển lại. Đây đây, được chưa được chưa? Đúng lúc con rồng qua. Mấy người Ơi mà mẹ. đi, tao đi. Rồi nhảy đi. Không được. Ủa em giữ yên cách mà sao nó lại Sao lại nhấn cách? Mình nhấn chuột chứ. anh để cho cách kia em nhìn với lại không Đừng 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 à, dấu cách cũng được. Dấu cách. Rồi. đó nó phải thuận lợi đó Rồi, dấu cách nữa cũng được. ui Rồi. Ok. Chưa nhiều ông ăn một rồi đấy. Rồi, có mỗi cái mặt một rồi đấy. Nó phải làm sao đấy cho mình vui. Đùa, có mỗi cái mặt một rồi đấy. Đùa. Là màn một hôm nay không qua thì tôi không phải là người nhé mọi người. Anh ơi, em có cuốn từ điển học tiếng cho sủa. Anh muốn em xin lên cho. Chắc là sủa thật mất. Chắc sủa thật mất. Nào bây giờ dùng nguyên dấu cách thôi này. Và không dùng chuột nữa nhá. Ok, đàn được ok. Hồng kìa. Dùng nguyên dấu cách thôi. Ôi. Ok. Ôi sao nhảy vậy? Bình 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 tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Chắc qua tên view nó bị nhảy quá sao? Bình tĩnh thôi. Có màn một qua không xong kìa. Đấy. Bây giờ Mình cứu rồi, phát đáng thôi. Ôi trời, không cứu Ôi được. trời. Không cứu được, không cứu được. Nào, lại lại lại. Nào, Phải làm bay gì? đi, bay đi. Phải được. Giờ là diễn thôi, giờ là nghiêm túc nè. Ok, nhảy tiếp. Chúng tôi không tấu hài. Đúng rồi. Mẹ, đây là kênh kỹ năng. Hấy. Mình chưa Gì vậy? Gì vậy? hiểu. Được, được, được. Xem anh đây này, xem đây này. Ok. Thì chưa em lần lắm, thì chưa em lần lắm, thì chưa. Đi em lần Đù. đi. Đi em lần quá. Lỗi. Mẹ đến đến nút cách rồi đấy. Không sớm đấy. Sớm nhá. Sớm sao ấy. Đù. Ok, lại nào. Đùa. Ngọt Ủa ngào. nhà game giờ giống quá. Game gì hay vậy? Chẳng biết luôn á. Ok, lại nào. Không có quấn cuốn quýt gì với game này hết. Next. Ta một màn một nó chưa qua, ta không phải là con người nữa mọi người. Cố gắng đi, cố gắng đi. Qua được cái hồ phút cho tao nghe cái Nào, tiếp. Nào. Đấy, cho nó gần. Em mời nha. Này, ăn su. Ủa, có mấy khác à? Hình như mà cũng khác rồi. Vậy là mình phá đẻo game kia rồi. Chả khác gì nhau, chả khác gì. Phá đẻo rồi. Chả khác gì nhau, tôi thấy cái con cá sấu rồi, chả khác gì cái con thấy đâu. Ok. Nhẹ nhẹ. Lên lên lên. Đó, được, hợp Ôi, lý. ăn luôn trời Đây ơi. này, cái này nó khó này. Đấy. Ok. Nản quá, em mời anh. Ok. Mình mời anh đó. Nào, speed Ui. pro. Ok. Vậy vậy Chết là vậy rồi, là chết vậy. rồi. Hợp lý trời ơi. Đứng dưới này. Thì mắt kia đi, mắt này khó phải lìn nữa, thua thế. Gái kia là điếu gái. Còn tôi nếu không anh.
Thử sang lần mốt. Quay lại mốt lửa đi. Đây đây đây. Được, quay lại mốt lửa thôi nó cũng ấy á. Like tôi biết chưa, Hello Quỳnh nha, Hello Chi Hà nha. Đùa. Phải chơi ít nhất phải qua cái màn một thì không anh là con chó ấy. Không anh là ý anh thì không phải là con người. Anh Mỹ mà Vẽ cái gì? Ôi đùa. Nào anh nào. Mỹ Rồi anh lại màu hồng hả? À rồi đây rồi. em học rồi Ok. đấy em đi trước rồi đó Được tiền cũng lâu đấy. quá Rồi. Để tí để tí để con rồng mời con. anh đó mời anh đó Con rồng. Bình tĩnh bình tĩnh. sân qua sân qua Xem đây này. VIP Pro. đập mặt từ từ kìa trời ơi sao anh có công nhận mỗi lần anh đi mình chơi cái phối hợp là anh đi mình chơi Có. muốn giống nhau mà đó để qua Có đó. Để tí để tí để giờ tí lâm để nhầm để một tí góc để luôn tí kìa để tí. Rồi trời hay. ơi đẹp kinh thế Đó đó đó. Nào thì ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mưa. Nào nhảy đi màu hồng à, màu hồng. Ok. Nào bình tĩnh, mình chưa quen game thôi mọi người. Đợi đợi khi nào mà quen game xem. Mẹ xin lỗi đây vẫn thua. Năm chơi quân đi lòng lực như thế nào đúng giá kiểu canh thức Có hả? có anh Gấu mèo khóc luôn đấy. Ơ có vẻ sao lại có cái mũ bảo hiểm chứ? bảo hiểm Đằng sau á. đi Mũ mũ đằng này. sau À để dựng cái này à, à để dựng cái áo áo. Tương dựng áo thấy đó tính nó bán hết rồi Ok lại này. Nãy giờ chưa quen game. Chị là màu hồng nam tính. Hấy màu hồng nam tính. Đấy. Ok à. Trời ơi. Ăn Nào. được Nào. Nhẹ nhàng thôi, cứ bình tĩnh. Rồi, cứ bình tĩnh nhảy nhảy từ từ. Bình tĩnh. Đấy, không đấy, đấy, phải tầm như chậm. bị vội Đúng không? Đúng không? Bị vội đúng không? mình cứ nhấp nhấp thôi Đúng rồi. anh vội thế từ từ không nhấp nhấp Nhảy qua đi, phải nhảy nhảy qua đi, phải nhảy hẳn qua chứ. Rồi, thôi ok, đàn đàn. chậm thôi chậm chậm Lần này tôi cam đoan với các bạn là mẹ tôi qua. Đấy. anh thì khó thế Nào, cứ bình tĩnh. Được, hợp lý. nhấp nhấp từ 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 Được, từ nhấp anh nhấp từ nhấp từ nhấp từ đúng từ rồi. từ 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 Đấy, đúng rồi. rồi Đấy, rồi đấy. rồi đó đúng rồi Qua. Đấy. đó nhấp nhấp từ Cái sau nó hay bị kéo ấy, cái sau nó hay bị kéo ấy. đúng rồi người sau khổ lắm Người 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 trước thì kiểu có thể nhảy nhảy xa được nhưng cái sau nó nhấp kéo. nhấp nhấp lên trước kia Rồi, ok ok. Nhấp. không tính Rồi, nhấp ok. Nhấp. nhấp nhẹ thôi Nhấp. Rồi. rồi đó rồi đó rồi Qua. đó Đúng rồi. Qua. đấy chúng tôi chưa có tiếng nói chung thôi Đúng khó đúng thế rồi. giời Sật nghe đấy. đồng đội ngay Đúng rồi, đen thôi, đuổi đỏ đi anh là đen thôi, đỏ là red. đuổi đi anh mà học anh ấy Rồi, tuyệt vời. qua được anh được Hay, tuyệt vời mặt trận. Được, hay lắm. sẽ làm được Sẽ làm được, lần này sẽ làm được. Ngày đó sẽ không xa xôi. nước Hay. ngoài Rồi, để nhảy nhưng đã. mà mình Nhảy lên đi, cần quá nhảy lên đi. Có đấy nhảy lên đi mà hay không? Trời ơi, thua nhấp nhấp cấm nhảy lên luôn rồi tôi đi xa vậy Cái gì? Cơ kè. cái này là quảng cáo bên anh Sơn nha mọi người anh Sơn thì chơi cái gì là hay ra cái thôi Nào, không phải. Trời nói vậy ơi. mình thấy vậy thôi rồi trời ơi Nhấn back lại kiểu gì đâu không biết. Tắt vội không? Để tí tao chơi sau. Tắt 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 Để tí tao ok chơi. rồi kinh Nào, chết 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 chết. Đen thôi, đỏ là red. Ok, đoạn này. Nào, bình đi tĩnh đó bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. đó rồi thôi từ từ ngồi trước đây Ok, thế rồi.
xuống. Ok. Đó. Nhẹ 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 phát nữa. Rồi. Cái gì nhẹ nhẹ vậy? Nhẹ nhẹ vậy? Nó thành nhẹ nó sao nhẹ em cũng biết hình luôn á, mà sao nó nhẹ này mạnh nha. Vô hiếp. Ok ok ok. Mày muốn mình chết đấy. Này, bây giờ thì ai muốn mình chết? Khó nha, khó nha. Để em đi trước đi. Được, đi trước đi, màu xanh đi, màu xanh đi, xanh đi. Đi tiếp, đi tiếp. Đoạn này cứu được, anh sẽ cứu được một superhero như anh mà không cứu được. Ok. Nhấn làm gì? Ok. Chơi cái map này 20 phút rồi mà chưa qua nổi cái màn một nhục. Chưa qua được nửa map. Ok. Đó. Hello, hello. Nào, được rồi. Được rồi. Tiếng nói chung, tiếng nói chung. Tiếng nói chung, tiếng nói chung. Để tí con rồng qua này. Đánh chết. Gung. Mình có phải là người khổng lồ xanh đâu mà bày đặt đấm rồng. Ok, đàn đàn. Nhấp 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 nhấp, đúng rồi. Đó đó rồi, đi đi. Bây giờ nhảy qua này. Rồi. Hơi quá, hơi quá, hơi quá, hơi quá. Rồi. Rồi. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi. Rồi, rồi, rồi. Hello nhá. Rồi. Chơi game mai nha. Tự nhiên tới lúc lật mẹ, ui tụi nó ăn hết luôn còn mình em. Đúng rồi, toàn thế anh. Một mình em, một mình trong nhà chơi đúng mày. Nó ăn hết luôn. À, nhảy đi, màu xanh kìa baby. Nhảy nhớ đến đầu con khủng long thôi, là bắt đầu thả chuột ra, hiểu không? Là thả thả ấy ra. Ờ. Rồi. Nhảy nhấp này, nhấp này. Nhấp nhấp nhấp, rồi. Đó lại nhấp. Để qua nào. Rồi, rồi, đúng giữa rồi. Mất cam, mất cam, mất cam. Giúp cam. Rồi, thật sự, thế thể luôn. Lần này tôi đảm bảo với các bạn 9 giờ mà tôi không qua được màn 1, tôi sủa 3 tiếng cho bạn coi. Thật sự trước giọng, thật sự nhét giọng coi. Sổ trước mà. Không thể được, không thể được. Nào, màu xanh này. Ok, màu hồng nam tính đi đi. Hồng nam tính đi đi. Không phải run, không phải run. Mình là đàn ông, mình phải mạnh mẽ. Run quá. Lỗ mà. Okay. Ừ, quay lại, làm lại. Ok. Đúng rồi. Em xanh. Ok. Ok. Ui. Em xanh cho, Rồi, xanh đi, xanh đi. Nào. Đó. Hồng này. Ok, xanh nào. Ok. Ui trời. Anh. Bình tĩnh, bình tĩnh, Nhảy, nhảy. Ồ. Nói xong. Đúng rồi. Đã quay rồi. Chết rồi. Chúng mình đang chơi game quảng cáo mà nó chơi giải ngu mà không, cái này mình không muốn ngu. Đấy là tại game nó lạ đấy, không phải là tại quảng cáo, tại tại ấy đâu. Ok. Ok. Đấy, con rồng này, rồng. Ok. Con rồng, quỷ rách. Ờ, có kìa. Đây sẽ nghĩa là live stream mình cứ thay đổi giọng nói xuống tâm trọng như nước có chiều. Ờ, mình phải nghiêm túc một tí không? Mình nghiêm túc một tí. Rồi, ok, ok. À, em biết sao rồi, nãy giờ em bị lag, trời ơi, hiện trên nó gồng cái lực nó lắc lách thế này quá vậy. À, nhấn chỉ giữ một cửa sổ thôi, hai cửa sổ nó mới lỗi đấy. Đó, trời ơi, đúng rồi, giữ một cửa sổ thôi. Nãy giờ nó lag đó, em canh được đấy. Rồi, rồi, sửa trước đi. Rồi, rồi. Nhảy nhảy nhấp nhíu nhấp nhíu. Okay. Ok. Hay. Hay. Bình tĩnh. Quả đấy hơi quá nha. Từ trên cao xuống này mình cẩn thận nhá. Em đánh hai đan rồi. Ờ anh cũng hay không kém. Ai sợ. Ai cái gì? Giận tới mẹ nó.
Thôi, thôi nó vái tạ rồi mày. Ok. Coi như cái này mình đang quảng cáo cho các loại game khác chứ không phải là mình đang chơi game nữa mọi người. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Anh cái dỗi không anh? Không, anh không dỗi đâu, yên tâm anh. Nếu mà anh gặp ngoài đời thì anh chỉ đấm đấm cho mấy cái thôi, nhưng anh không làm gì hết. Quảng cáo thì lâu rồi. Ok, từ từ bình tĩnh, anh phải điều khiển xong đã. Ok, màu xanh này. Màu xanh bay đi. Em nghe đang suy nghĩ tới cái vụ mà em sẽ quay tập phẩm đó, sẽ không phải là những quay theo trend nên không phải là quay kiểu chuyên về game thôi, em sẽ quay kiểu quay tập phẩm cũng được, cũng được. Em, anh đang làm như thế mà, em nhìn kiểu anh đang làm như thế mà, anh gọi là quay khoảnh khắc game lên top top mà. Ơ kìa hả, nó lát người ông thôn nha mọi người, không thôn ơi từ đó mới nha mọi người, họ tên đầy đủ tên cũng 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 cơm quả Doctor Dom nha. Đôi khi ở đằng sau kiểu đôi khi đây nào, nhảy đi, xanh xanh kìa, bây giờ cứ mặc định là xanh nhá, mặc định của mèo là xanh nhá, anh là hồng nhá. Mình chơi cái nhân vật này mà vô gồm cái tẻo nhỉ, rồi ok, nhấp nhú nhấp nhú. Hay đấy. Hay. Ơi. Từ 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 từ, có con rồng lộn nó bay qua. Rồi. Chiu. Đấy. Chiu, ok. Nhanh nhấp nhấp, rồi, để anh qua luôn. Rồi. Giữ à, thế à. Giữ một cửa sổ thôi, hoặc là bây giờ ở ở chỗ cái team view ấy, ở chỗ có cái màn hình ấy. Ở chỗ có cái mũi tên vừa nhấn xuống ấy. Chọn chọn speed chứ đừng có chọn đấy. Tức là có cái mức độ quality ấy thì chọn là optimal hay là con chó nhỉ. Tức là chất lượng nó kém xuống thì để cho cái phần chơi nó mượt hơn. Hiểu không? Chia sẻ màn hình. Mẹ đến 9 giờ mà không được là sủa đấy. Chơi 9 giờ đéo được là sủa, bây giờ 10 phút nữa rồi đấy. Đúng. Ơi trời ơi, À mấy đúng. đứa qua qua bấm số 1 vô kinh quản đi, anh đọc thêm tầm 3 cái thôi là anh chồng xuống thiệt. Ok. Anh chơi game mà, anh chơi game mà. Ok. Có Từ 3 từ. lần thôi là quá đủ rồi. Nào nào. Ok. Xanh màu xanh màu xanh, lỗi lỗi được chưa? Rồi. Gung rồi mấy đứa này, gung nào, tay đang run bần bật đây này. Nào. rồi. Gung rồi. Cố gắng đi. Nào, qua mặt một thôi, qua mặt một mà không chơi được à? Nào. Nó là nó phải chọn cái cửa sổ nữa hiểu không? Nó phải chọn cái cửa sổ nữa. Rồi, nhấp nhấp nhấp. Rồi, nhấp nhấp. Rồi, cái qua này. Cái. Nào, Đây. đi sau nhấn nhẹ thôi. Đi trước nhấn mạnh nhưng đi sau nhấn nhẹ thôi. Cái thằng của em nha, nó vui nha, kiểu như là lúc nó lên nó rất là chậm nha, mà lúc nó xuống nó là à xuống Đúng luôn nha. rồi, đằng sau là nó bị kéo thế đấy, đằng sau nó bị kéo thế đấy. Chứ còn cái thằng đầu kiểu như lên rất là nhẹ nhàng nha. Kiểu vậy. Nhấn nhẹ thôi, nhảy sau nhấn nhẹ thôi. Một là qua, hai là. Rồi, thôi thôi thôi. Đó, lên đầu rất là nhẹ nha, mà lần sau nó kiểu như bị kéo tắt được nha. Đó, Rồi, đúng không? ok. Đúng rồi, nhấp phát. Nhấp nhấp. Nhảy đi chứ nha. Ok. Giờ thế là không được. Ẩm thế mà. Nhiều chứ, sao. Ok. No, no. Quê chứ. No. Biết làm sao ấy. Do. Baby said to do. Có màn một hôm qua nó ngại chưa, ngại chết mẹ luôn. Sao mình chưa trước mới chậm lại, chưa trước đây cũng như là mình kiểu như là từ ngày giờ nhỉ. Nói thiệt là hôm nay em tính lên chơi Google Đức với mấy đứa kia luôn, không mà ông là chơi chưa tiếp bây giờ luôn mà, chưa tiếp em chơi xe luôn, Cay vậy. chưa tải thêm view luôn mà, vừa mới tải liền. Từ từ qua này, qua này. Rồi.
cái sau nhảy nhẹ chuột thôi. Rồi. Đói. Ok, nhẹ nhàng thế mà. Trời ơi. Màu xanh kìa, màu xanh kìa. Ui đẹp, 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 đẹp. Đẹp. Ui, ui. Pro player đấy. Ờ. Chuyên nghiệp rồi. Giờ. Rồi, rồi, rồi. Hay. Hay. Hay rồi. Nào, có đá rồi. Ôi. Nhấp lên. Ok. Hay. Đấy. Thôi, rồi. Cái nước quả này không cần mạnh lắm đâu, tại vì từ trên cao rơi xuống. Rồi, thì bắn người đó. Ôi. Nói nice. Ôi à. Cái này khó nha. Rồi, 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 rồi. Ôi, anh dấu cách của anh khó quá, nó không nhẹ được như vậy đấy. Rồi, hay lắm, tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi, rút. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mấy. Không phải sủa. Don't fucking Yeah. Quá tuyệt vời. Yeah. Quá tuyệt vời. Không phải sủa được rồi. Em giờ 55 đâu quá. Đúng rồi, mẹ 30 chưa phải là Tết. Trời ơi. Thôi đủ rồi. Ok, chơi đi coi. Anh tắt đi. Ok. Ai ao tên view xem đi. Nhấn nút tắt ở trên thôi, nhấn tắt là được rồi. Ok nhá. Ok. Mọi thứ đã hoàn thành. Vay vào mẹ. Ôi tôi thề luôn ý. Ôi trời ơi. Làm đúng Ken Boy không thành sao. Cái gì Ken Boy là nó chơi là, ông ấy cũng chơi game này hả? Ông cũng chơi game này hả? Ông ấy không biết. Không rõ được. Đã quay what. Ta thổ luôn thề. Chơi cái game ta đù luôn ý. Tôi nói chơi game gì nhỉ? Hay là chơi Free Fire nhỉ? Mới rồi thì không nhỉ? Mẹ thắng cái màn 1. Tuy là chỉ có cái màn 1 thôi nhưng mà đỡ phải sủa hiểu không? Trời ơi, sủa thấy bầm luôn. Chú kiểu chơi ấy, kiểu vừa chơi với mọi người là chú bị dính gọi là chú thề là mẹ, nếu mà 9 giờ mà chú không qua được ấy thì chú sẽ phải sủa 3 tiếng phải không? Trời ơi, thế là đúng 8 phút 55. Trời ơi, 8 phút 55. Mình không mình ấy được, mình thoát được phải không? Sau 1 tháng cày thì con của Rishi vẫn pháp sư B á. 1 tháng thế là con cày ít.
Vô game đánh thì gọi lag manh máy á. Ô thế á, thế bị lag à? Video túi nhảy đã được lên ô thật hả? U là trời. Hello nha. Nó vẫn cần nhá. Mình sẽ tắt ra game kia đi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chơi Google Duck nha mọi người. Chơi 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 cùng với lại đội ấy. Có bị lag không? Có bị lag không? Có ai bị lag không? System ready running. Load setting successfully. Ê, Google Duck không được rồi. Đưa luôn cái màn hình lên vậy. Đợi cắt móng chân cái what the fuck. Trường chiều vắng á, nhìn sợ. Nó gọi là lắc rớt luôn á. Chưa ở đây. Nhanh xin cái ID để vào chơi nè. Tối nay đang mọi người tối nay cho phép mình ăn hoa quả nhé, chứ mọi hôm ăn đồ mỡ nhiều quá nó ấy hết rồi, thật sự luôn. Tạo phòng để nó tạo phòng này. Để đợi tạo phòng. Chị Google cũng bắt đầu đọc bình luận. Chị Hà. Có nhiều loại phòng đúng không? Tạo phòng đi, tạo đi. À hay phải vào phòng của người ta. Không vô phòng mình. Cài đặt sang tiếng Việt kiểu gì ấy? Em vô là có tiếng Việt. Ô thế á? Nếu mà không có tiếng gì thì bấm vô ngôn ngữ rồi chuyển qua tiếng gì thôi. Rồi có thấy đâu. Trời ơi. Nếu có thanh long thì dầm sữa thì gọi là ngon. Chứ phải kiểu cảm giác mà trường bóng tanh mà về lúc 5 giờ. Ghê em vậy. gửi mẹ lên kênh chat bên anh nha. Zoom link. Sao gameplay con shot Akali. Thì mẹ tao vậy, nhắc mẹ tao người chưa biết mẹ nhắc tao. Ở đây đây đây. Đây có tiếng Việt rồi, đúng rồi đúng rồi. Có chữ linguist. Mỏi 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 rồi hai giờ. Từ từ có Cho con chơi với á. Con tìm ở Google Duck nhá. Đây, cái tên game này chị đây. Tắt mất cái cọc nha, tắt mất cái cọc nha, nói chuyện game thôi. Không, em không nói chuyện Đấy đấy, có cái tên game này, tên game này là con này. Chuyện game Thì luôn. Nhưng mà không. Hiểu chưa? Thì nếu mà con tải được game này trên CF Play chắc là chơi được ấy. Chắc là chơi được. Ê, X6K XGCQ. Bắt đầu chơi kìa, em bắt em đầu cho chơi thêm mà x bài đứa chơi 6 gì k chốt với âm sơn x g c q bấm vô bạn đã sẵn sàng đi. Alo, bấm vô bạn đã sẵn sàng. Thay 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 màu trước khi tụi nó vô kìa. Mau 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 ơ màu kìa, sao không tồn tại? Ủa màu hay em không thay đồ này à? x 6 k x g c q À mình ghi nhầm là X5K mọi người. Quét màu á. Nhầm nhầm nhầm, mình nhân là mình X6K. Chú gửi link đi á. Không, cái này cái game là chú không biết là game này ở gì ở trên. Hello. Hello, hello. Hello. Dạ, bật xa không có ai. Hello. Hello. À bật mờ. Alo. Bật mic ở trong game này có chất Alo. mờ. Không mấy hồ. À cái này game trên này, cái này có game điện thoại à? Chơi điện thoại chơi có rồi. Có trên điện thoại mới được nhá. Ủa? Mà nói chuyện cũng Nói tích cực quá chuyện anh rồi. cũng Thằng có mấy đứa không nói chuyện chuyện trong game ấy. Được rồi, thế, Tôi nghĩ nói chuyện thế. tích cực Ok, để tắt tắt mic game. Nhưng mà chẳng hạn đi chết thì im nha. Chết thì không nói nha. Nhưng mà mới được. Không khai thiết gì hết nha. Chú biết Tên game đi á, Google game Duck. chưa? Google Duck. Đã đợi game chưa? Mẹ có cái bàn ấy nè.
giải thích đơn giản là nó là sự kết hợp giữa Among Us và game sói. Chơi sói chưa? Ông Sơn là dệt. Dệt. À nhầm. Ông Sơn là ngỗng. Ngỗng là bình thường đó ba. Bình thường à? Dệt là cái gì? Ừ, ông Sơn là dệt. Này xin lỗi đi một. Đây là con. Đây là con thiên nga nha. Hơ. Thiên nga trắng trẻo đẹp dai. Ờ trắng trẻo đẹp dai. Nhưng mà màu nó hơi sâu. Bốn người chơi là không ổn rồi. Bốn người biết ngay, bắt được ngay. Không thèm lại gần nha này, xin lỗi, không thèm lại gần. Con ngỗng màu trắng là thằng tía ra nha, con nói đang là F0, cựu F0 đó. Thật đấy, thật đấy. Hết rồi nha, để thằng con nó là cựu F0 đó, vẫn còn nguyên... Thật đấy, không. Thể loại này là bị... Thể loại này là bị bạch tạng rồi, bị bạch tạng rồi. Đăng tải đi. Đăng tải hả? Chơi thử đi. Ok. Chơi thử đi. Ấy đã. Đổi tên xe, đổi tên xe đâu vậy? Chơi đặt cái tên giống gì? Giờ anh thay anh ra ngoài đổi tên được không? Ê, nó có cái kiểu là sách của Việt mà bảo vệ. Tên là đâu vậy? Trước hay chơi ma sói vui phết đấy, vui lắm. Cái này kết hợp giữa ma sói và Among Us. Ma sói mà được, trước chơi ma sói voi, ma sói voice. Nói chuyện vui lắm. À đúng rồi. Mình nghe trong đó có nhiều hack. À, có hack luôn hả? Game nó còn hack. Có. Chơi để thắng hả? Among Us còn có hack mà. Chịu. Thế vô kêu thằng này lên được. Thế. Minh Bùi còn mọi Minh Bùi đợi tải game nữa này. Chị nhé mà, chứ em muốn ngồi sớm lắm. Nó kết thúc ván hay nhanh ấy. Among Us mà chơi 5 người chơi thì kết thúc nhanh lắm. Sẽ add con chim đa đa vào. Chim đa đa. Đọc mấy cái này thì chim đa đa. Nếu bạn bị đa số bỏ phiếu, bạn sẽ thắng. À, lật kèo. À, giống kiểu thằng hề. Giống kiểu thằng hề. Chim đa đa là kiểu không nói được, không nói chung là phế á. Phế nhưng mà vote nó lại thắng, giết được nó lại thắng. Là nó thắng. Nó lại chết. Nếu chim đa đa chết thì chim đa đa thắng. À, Minh tải trên điện thoại được không Minh? Là xe Play có. Đúng rồi, xe Play có đấy. Có khi nào là mình đóng giả hành vịt á, mình đi với thằng kia thì tụi nó nghi ngờ đó rồi là đấy, trời đất. Vật hết, thừa còn hơn bỏ sót. Ui, bây giờ anh đang suy nghĩ tới cái giọng kiểu như là mà giờ vừa mà live mà đó. Cái live stream anh thay đổi giọng của anh dần thôi. Càng ngày càng thay đổi. Có anh có cái phần đổi đấy. Thầy có hiểu thầy. Thầy có hiểu không? Nào, ra. Mày. Ơ này hai đây. Đứa kia đổi màu khác đi, hai đứa để màu gần giống nhau thật đấy. Thì xe đẹp cũng lắm ghê hết, một trong hai đứa xe đẹp thế mà không mẹ ơi. Chị yêu có phòng thay đồ hả? À đây à, xin giới thiệu mọi người, đây là con ngỗng quýnh 40 con vị thú tiếng thấy cái hồn đúng kiểu đen và... Kiểu như đi săn bót anh. Kiểu như đi săn bót nha, tụi nó kêu quýnh hả? 5 con thôi là tụi nó ra đồ rồi. Em quýnh 40 con, em quýnh 4 ngày chưa xong. Ôi dồi ôi. Đúng rồi, đấy hả? Con mới ra. Đen thôi, đỏ là red, đúng rồi. 8 triệu con mới ra, đã tiên, đã là bảo quýnh 40 con hơn rồi đó. Thì không có cái gì là kia rồi, nó dạng như là nó kéo em đi quýnh á. Nó còn nản luôn rồi, nó gặp em mà kiểu như bảo thi tiên đoán là không có gì sai hết, 80 con mới ra. Em cũng vậy, như là muốn kiếm cái con nó vô. Xong anh đi khè mấy đứa đi bi. Biến hình không? Ngon không? Quýnh 4 ngày chưa ra. Nghỉ luôn, bỏ game luôn. Né cảnh sát đó nha.
Nhất định là cảm thấy trưởng á. Bắn bắn súng bắn bắn thầy đồng nó chết mẹ mình luôn, trưởng. Đây chừng dần đây, tao súng nó. Chết đây lên. Chừng dần đây. Chết đây lên. Ê, chơi trước bốn đứa đi. Ủa, mày không nghe. Chơi được. Chơi nào được? Chơi nào được? Đánh được. Chỗ hả? Cứ lận lờ này thôi hả? Game nó cứ lận lờ ở đây thôi hả? Hay quá. Game chơi thật là hay, thật là thú vị. Chơi rồi. Chơi rồi, chơi ma sói rồi, ăn ông ớt cũng chơi rồi. Cái này nó khác nữa. Nó giống vậy thôi nhưng mà nó sẽ là khác. Nó còn nhiều lắm. Các bạn là chưa hiểu là cái chức năng ở trong 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 nhân vật thôi. Ăn mới đứng tiền được đội đỏ là những con vật cải trang đang cố gắng giết chết những đội xanh trước khi hết giờ. Đội màu xanh có một con kèn kèn đóng giả hẹn giờ bằng cách quan sát những chết hợp tác cùng với những con chim bướm để giết nhanh hơn. Đông đi đừng đọc nữa. Mày đọc đúng đúng mày ơi. Có cho ghẹo hay bị kẹt cái gì cho bị ghẹo hay cho kẹt. Còn ví dụ gì mà đầu đọc nguồn nước này là cái gì vậy? Anh coi bên Ấn Độ có cái dụ mà đầu đọc nguồn nước ấy. Không biết, không biết. Có hả? Anh chỉ biết là chẳng hạn kiểu giống có kiểu có một con vịt xong rồi nó sẽ hóa thân thành con khác thôi. Hay là cái gì? Ngỗng chứ không phải hồng. Ngỗng hả? Ngỗng hả? Thầy ngỗng, thầy đồng hả? Ui cho anh làm thầy đồng đi. Không, cái này là ấy rồi anh ơi. Đợi nãy giờ chẳng có ai. Thế bảy đợt chơi chơi không đủ hoặc là không đăng bài trước người ta chả hiểu. Không, cái này là tính vô phòng người ta chơi luôn á. Ờ. Mà kiểu như sẽ đông á, đừng có tại phòng riêng á. Ờ. Cũng đúng đấy. Anh nghĩ nên vô phòng người ta đấy. Không vô phòng người ta. Vô kiểu ít người. Thế vào phòng người ta đi. Chứ ngồi mãi này chơi nào được, cũng không chơi được, bốn người không chơi được. Đúng không? Mấy con tiền cho. À bạn thấy sao? Như thế thấy các bạn. Để mình tiền qua mình mời vô đi. À, có mời hả? Chịu ngang rồi. Chịu ngang nữa rồi. Bạn miền cực lạc rồi. Xe mới vô được hả? À, nhấp mã này. Nhấp cái mã này. Từ từ đúng rồi, có cái mã ấy. Lấy mã chia sẻ ra là vào được mà. Thì anh hướng dẫn. Không đâu. Mời vô được mà. Không biết tên nó là cái gì mà mời. Để chơi nè. Cái chữ vào phòng mà đi làm hết bài tập. Đúng rồi, tập phải làm. Đó, chữ vào phòng bên đây nè. Đây vào phòng nè, nhấp chữ vào phòng luôn. Đó là sống. Đó, 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 đó. Đó, 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 đó. Mời, 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 mời. Đợi đi nha, tôi đi rửa chén đây. Ok. Ủa Hưng đâu rồi, Hưng trốn rồi. Hưng nó thoát ra tìm phòng kìa. Cá rồi, cá rồi. 1, 2, 4, 5, 6, 9. Gửi mẹ lên live stream đi. Không, không cần gửi mẹ. Có mời, nếu mà kết bạn là mời được. Gửi kết bạn. Thoát ra, bây giờ mình phải thoát ra phòng này ra đã. À, có lời mời thì trời ơi. Ủa nó kết bạn em mà, em không chấp nhận, em chẳng đi đâu. Chấp nhận là mời. Rồi, 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 đây rồi. Yên tâm đi. Ok, ok. Mời đi, mời đi. Ôi trời ơi. Bên ơi này, chúng nó còn có cái gì nhỉ? À quần áo ấy, còn mình thì trần truồng không à, trời ơi. Chào Quốc Anh nhá. Cái này là mình mua chứ không có nạp gì được. Ờ ha ha. Đó, mời đi. Trời nó có tiền á, tích vào. Mời đi, trời ơi. Đây. Xem ở cái phần đấy xem. À, thì mấy cái phòng mấy cái chữ Vi này, V, Y này, hình như là phòng Việt này, phòng của người Việt này. Chẳng biết được. Ờ, người ta hát thì chắc là tiếng ở đây nè. Mời rồi. Mời rồi đó, mời rồi đó. Không thấy mấy cái chữ. Ủa anh vô map nào vậy? Con đi làm sạt G. Ủa sao con phải đi làm sạt G con ơi? Mình phải là funny G. Cái gì cuộc sống của mình bao giờ cũng phải vui vẻ, thoải mái lên. Chú cũng biết có những cái thực sự có những cái... R1G6 à, chết nhầm. R1G6 GCQ R1G6 G CQ
Đồ C. Cờ Cờ quy, cờ đi. cờ 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 quy, cờ đi. Cờ số quy. Không, không cờ tồn tại. cờ quy mà, cờ quy mà. Thôi rồi, anh gửi sang Discord. À không, để là chim ổn, để là chim ổn. Chim ổn. Ẩn được đó. Rồi Cho một xin ID phòng á. Đây đây sale. đây, con xem livestream con Rồi thấy mà. sale. Gờ sale quy. CQ cần gì nữa? Đây. Này này mẹ mẹ mới bên rồi. Bên game. R1, G6, G CQ nữa. Sad boy không muốn yêu xa nên làm sạt gơ. Trời ơi con ơi. Bây Đi giờ kiếm chú được nghĩ như thế không? này, con Ê đừng có ui. ham hố tình yêu quá. Chú nói như thế, bây giờ con đừng có không cần phải ham hố về tình yêu với tình báo quá đâu con ạ. À, chú nói thật là điều như thế. Nó không quan trọng với phần đấy. Mình cứ sống vui vẻ bản thân mình không có người bạn thì mình không có Bạn bạn nói chuyện với người thì mình mình chứ. có không không có người yêu nhầm. Mình không có người yêu thì mình có bạn mình. Không nhất thiết mình phải có người yêu không. Người yêu không phải là hẳn là một người để tâm sự mà bạn mình cũng có thể là người tâm sự mà con. Nào, chúng ta không cần thiết chúng ta phải thế. Em rồi. Ok. Em muốn. Ui thầy ơi, thầy con ham mộ thầy lắm luôn á thầy. Thầy cho con xin chữ ký được không? Thầy cho con bóc đứt cái lấy hơn được không thầy? Em có đứa trên phone. Ok. Cái này bây giờ mình dùng tất cả nick trong game đi. À, mọi người có dùng nữa không? Để mình biết này. Nói chung không, nói chung là tất cả mọi người dùng mic trong game đi, trường Hưng đang Hưng nói mình vẫn nghe được, hiểu không? Mình chỉ cần tắt mic tới cọt thôi. Sau sau cần lúc nói chuyện thì sẽ bật Nghe mic hơn, được. mình lên để nói chuyện với Hưng. Ok, bắt đầu đi mọi người. Alo, bắt đầu đi, bắt đầu. Hello mình không? Mình cho mình bóp đứt một cái được không? Tem lý còn đẹp trai. Ủa Đồ kinh tởm. yêu chú Sơn cũng được, tâm lý còn đẹp. Ôi trời ơi nào. Trời ơi, chú không đọc cái comment trước. Trời ơi, cái comment sau. U là trời. Chú bây giờ chú chưa có sự nghiệp gì đâu con ơi. Mình là bạn bạn có thể tình cờ sẵn sàng được không? Bạn nhớ vào bạn sẵn sàng được không? Mình nhấn bạn đã sẵn sàng đi. Nhấn để sẵn sàng đi. Nhấn để sẵn sàng đi Minh ơi. Bạn nhớ vào bạn thôi. Rồi, ok các bạn ơi, ok các bạn ơi. Bạn nào chủ phòng nhỉ? Ngân, 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 ngân. Ok. Vào game, vào game. Nói chuyện với thợ cắt tóc à? Bảo Thi đã quay trở lại rồi đây. Cái mắt mới không? Nói chuyện với thợ cắt tóc. Thợ cắt tóc là ở Chơi đâu nhỉ? game mà. Chơi game mà. Đang nói chuyện game này. Đang bỏ bài. Thợ cắt tóc là ở đâu nhỉ? Em tìm map này. Các Tab là map bạn này. nào thì em sẽ đi làm bài. Thợ cắt tóc. À đây, tiệm cắt tóc đây rồi. Đấy, mình sẽ đi ở đường này để tìm được cắt tóc. Có vẻ như là có gì đó ở đây. Đấy. Gặp lại anh thợ cắt tóc này. Nói chuyện. Mua một tặng một để sau đi tôi sẽ hỏi anh vài câu. Quả đầu em thế này là ổn rồi chứ vậy thì. Hiểu mới giết người. Thì trở về sẽ đang che đậy thì ở đây nghe được. Bạn sai rồi, lần sau tôi sẽ giảm lửa giá cho bạn. Thế hả? Thế là mình phải ô dập lửa, dập lửa. Sao lại phải đi dập lửa? Ủa? Đây hả? Ê mọi người làm gì thế này? Sao đen thui thủi rồi. Rồi dập lửa, ok. Dập lửa nhà kho. Kìa nhà kho. Xếp tranh hả? Sao lại xếp tranh ở đấy?
Đứa nào đánh giám đây? Bạn nào đánh giám đây? Tuyệt vời lắm mọi người, hay thế nhỉ, hay thế nhỉ. Hay thế. Sao sao nó lại nhắm mình, nó giết mình được. Trời ơi, mình đi cùng thằng Minh chết thôi. Chết tôi. Sao mình lại đi cùng thằng Minh? Sao mình lại gặp thằng Minh? Từ từ. Có cái gì ở đây? Nhường lời đam tiếu qua ra đình tư. Kể cả mà mình đã chết rồi mình vẫn làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở gì, dấu vân tay, nhặt sách, nhặt sách. Làm ma cũng có cái bỏ nó nói chuyện. Khóc ra nước miếng luôn đấy. Thằng sói chui cống đấy. Ông sói là thở máy. Thêm hả? Thêm hả? Mình ổn mà, đứng trước cổng. Thằng Cam đứng trước ông vàng. Ông bị bót. Để đi mà bị tôi phát hiện. Mấy ông đặt cái tên thằng sói hoang rồi, tôi nghi quá. Bót. Bố ông Cam là bố ông Cam là tí 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 con không phải bố ông tôi không. Tính kêu ông Đom là dịch đấy mà ông chết rồi. Mình đấy. Ảo rồi. Chết. Sói hoang. Mình đi theo sói hoang sao? Xem ở đây nó thế nào. Tay này nhảy cống à? Ê, thằng này nó có cái chức năng gì vậy? À, thằng này chui cống. Ê, thằng sói hoang chui cống nha. Bịt mẹ thua cay quá. Thua cay với lìn, thua cay với lìn. Thằng Minh nó cắn. Mình nó cắn mình phát eo ơi vãi lìn thật đấy. Mình ơi là mình. Xem ở đây làm gì nhau. Tập trung thế nó đều làm giết đâu. Mình không béo. Ở đâu rồi? Đâu rồi? Cái thằng sói đâu rồi? Ê. Nó vô gì? Ủa? Ủa nó vô gì? Ủa? Sao nó bắt nhiệm vụ? Rồi ok. Ê, khói, lập lửa.
Sao vân tay 1 trên 2 á? Vậy là còn ở một cái vân tay nữa ở đâu đấy mà mình không biết. Đó. Vân tay ở đâu nhỉ? À đây 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 đây. Đây. This is not the book you are looking for. Tao lấy. À, mình sẽ lấy để di chuyển cái quyển sách này vào. Hiểu được. Lau bong tàu. Bong tàu là ở đâu? Mới biết lau bom tàu à? Giờ có những cái trong game này mà mình chưa chơi bao giờ, chưa hiểu. Tìm thấy xác quá 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 quá. Tôi dại dột quá, xin lỗi mọi người. Đồn cảnh sát. Đồn Ronnie 40 lợn Ron, tôi thợ máy. Đừng có tin nó, trời ơi, đừng có tin nó. Thôi, anh đừng động tôm quá đi. Ba gàng. Đừng tin. Đừng tin ai hết. Thôi cảnh sát, bắt. Lau bong tàu, in tiền và so vân tay. Bong tàu đâu nhỉ? Đây, bong tàu đây. Ở đâu? Không phải bong tàu đây. Đây. Lâu hết. Nghe đây. Ai, bắt được một thằng rồi. Nói gì đi để nó làm loạn thế hổ. Đất ơi, ai biết đâu. Không có chết đâu. Anh nói dừng đi. Cây chứ nhờ công thật cây cho chứ. Chúng đọc tôm tiếp. Thì đấy, ba gan với lại... Ba gan là thằng nào? Thì vốt bún đậu tôm đi. Vốt bún đậu bán tôm, nó bảo vốt bún đậu kìa. Oh no. Thế cái thằng mà chui cống là thằng nào? Chết thì rồi. Bịt miệng này, ám sát này. À, hóa ra khi là ám sát à? Im như ru vậy. Đâu, thằng chui cống là người thường mà anh. Ai biết? Anh đâu phải giống ăn mới đâu, chú cống là thợ sửa gì đó đó. Thì anh mới hỏi. Rồi nãy nhỏ kia chú cống. Thì nó ọt rồi. Thì tụi chiến rồi. Thầy ơi, mày đâu còn vô đi thầy. Thi đang học bài cấm coi. Nào. Đi chơi. À sắp thi rồi hả? Ờ. Không có thi được 2 á. Thi được 2. Mọi người có muốn nghe văn đọc không? Ê bữa đó mày mặc giày mày đi học sao ta? Là tao bị bế lên phường liền luôn á.
Dạ, đi học. À, bé trước u nhà thơ nghĩa xa điền, nhà bé chúng ta đó chứ là những người ở đây đi chơi đúng không? Kỳ! Vô chưa? Bình tĩnh nha, từ từ. Đấy là cô Điệp, tôi kêu tao làm bài toán. Mà tao phát hiện nào cái bài đó là tao làm hết rồi. Nhưng mà tao còn nói với bà là tao đi làm. Đủ mẹ mày. Ủa thế cô Nhân sẵn sàng không để chơi nốt này? Nào mời mình đi. Ủa cô Nhân sẵn sàng vô, không? Vô anh em chung sao? Vô anh em chung sao sao? Vô đâu? Vô game đi chung. Biết được thế nào mà là chung? Tập trung cái bụng chung. Thế nhớ đâu một trong số bọn mình là ám sát thì sao? Thì tình cờ em giết anh luôn. Ở vai trưởng. Anh bị bắn chừng mà. Đã vô đâu. Kìa F0 kìa, né ra mọi người ơi. Rồi. Né ra. Ôi sao tao vô? Sao? Đợi con kia vô rồi. Ơi Nghe không? Ờ có nghe. Có nghe. Không đi ra khỏi bị. Cái địch nè. Cái địch là cái gì? Đó, F1F. Khôi ơi, Khôi đang dùng. Khôi đang dùng mic của game đấy. Khôi mic game ấy. Ai mất tích cỏ đi mọi người, không có đâu. Đủ mưa rồi nè. Nhưng mà mình phải có đâu. Sẽ đợi. Vô. Được chưa? Thì nó vô chưa? Rồi. Ơ, ai lấy cái mạo của tao rồi? Hương sẵn sàng rồi, Hương sẵn sàng. Bảo Thi sẵn sàng kìa. Để chưa đợi nó chọn màu. F0 nó ấy rồi, F0 nó lấy rồi. Alo. Ok chơi, ok, vô. Xài mất đít cọt đi mọi người ơi. Xài mất đít cọt đi. Đánh rắm rồi. Dũng ghê, Dũng ơi, Dũng. Rồi. Cái cùng gì? Ok. Ông Dũng là vịt đó, ông Dũng là vịt đó. Hả, à, tôi làm gì? Mình chưa vô game mà. Ổn quá, thề luôn ổn đi. Sao sao đấy bạn ơi? Đã xài hai máy rồi, một máy nó không chịu được rồi mà cứ xài mất. Alo. Sao hết rồi gì? Thám tử cơ. Rồi. Ui. Okay. Lại ông nào đây? Ông tình cờ nhấp vào thành sàng đi ông ơi. Ông tình cờ. Rồi ok. Được cái áo này, nó chịu. Vô. Ở đây hơi lâu nhỉ? Ê, ta có skill này nè. Đâu rồi, Thi ơi, đi với tao, mẹ tao có skill này. Anh nhô. Tao mày đâu hả? Tao đang ở quán rượu. Quét này. Trời ơi, xa lắm đấy. Tại đâu? Sang ở bến tàu. Thôi để tao tự đi, tao đi. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng sao đúng không? Chịu. À đây. Cho mình xem gì nè. Từ từ khoan cho anh lao đồ. Đường. Đây. Mình phải ra chỗ đông người thì. Ôi, đây thì phải xác rồi. Ơi mọi người. Thôi cho bạn đo một vé đi chứ nè. Nãy vừa đang chạy qua thấy đông nhất mắt. Gì? Tôi tôi chưa gặp được một cái gì, tôi chưa làm được một cái vụ gì luôn á. Đứa nào giết thầy tôi? Thôi
Thật đấy thầy. Thầy huấn của tôi, sao tôi giết thầy được? Từ từ có không, tôi không tin. Không, mà hồi nãy ông đau đi ngang qua em mà. Đúng rồi, cái bồn nước chắc chắn luôn. Vậy là cái tay hô Dũng rồi, tay Dũng rồi. Mày từ từ, có chết đâu thầy, chết ở đâu thầy, chết ở đâu? Còn không biết thầy chết ở đâu đây này. Bên màu xanh đất tây mọi người ơi. Có cải trang không? Có cải trang không? Ê tao mày chơi nước đi riêng, bỏ thứ trắng nữa. Đó rồi, đặt màu cẩn thận bị trùng đấy. Nhập xanh rồi, chết rồi. Ồ, nó mày ai thấy ghét rồi, mày cứ bỏ đi, nó không có hiện màu đâu mày lo. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Tôi không giết được ai luôn đi. Tôi chưa kịp giết vẫn á. Chưa giết được ai nhưng mà con người đó. Con người đó anh toàn lúc đấy thôi. Thấy chưa? Hả? Kể cả tôi có là đấy, tôi cũng chưa giết được luôn ý. Sao mà? Tôi đang ở đồn cảnh sát. Có gì với cái đồn cảnh sát? Thế đấy là để họp. À đủ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Dễ hơn. Không có gì đâu, nhấn nhầm mọi người. Nhấn nhầm mọi người. Bỏ qua mọi người. Bỏ qua. Xem chết một mạng oan rồi đấy. Xít giết rồi đấy. Tí nữa thì giết rồi đấy. Thế sao lại là Bin? Okay. Sao lại là Bin? Phải có bằng chứng. Nãy ông khôi. Nãy nhìn lầu màu, nãy do hai màu đi. Nãy chạy nhanh lắm. Bỏ qua đi, không có gì đâu. Bỏ qua đi mọi người, bỏ qua đi. Đến nhầm à? Không, Bin cơ mà. Ủa, đây là tạo phòng hay là vô phòng người ta hả? Mọi người sẽ kích tôi. Vô phòng người ta. Có mấy con ngỗng hả? Tao gửi. Sao dễ lại Bin? Bin đã làm gì sai Bin ơi? Lấy vợ tơ, sắp xếp lại hộp. In tiền. Văn phòng thị trưởng. Nói chuyện với thuyền trưởng à? Thuyền trưởng ở bến tàu đúng không? Đây. Tao qua tiệm cắt tóc rồi. Chơi đồ ít thôi, vậy kìa lìn. Trời ơi. Quận Bình Thạnh. Cái lính đường gì. Lấy quarter lắp hết lại hột. Rồi rót bia. Rót bia thì phải đến quán bia đúng không? Rót bia thì phải đến quán bia đúng không? Lấy Potter. Ủa? Cái này chưa sao? Potter ở đâu nhỉ? Cái đi ra thức ăn. Đập kiến rồi. Tìm cái xác hả? Sàn lá. Tôi thấy sàn lá đứng ở góc kia. Có biến chết. Đó gần đó luôn. Sàn này. Gì? Tôi đang ở dưới bến cảng. Tôi không thấy một ai hết. Tôi chưa biết một gì hết. Tôi đang dưới bến cảng. Ông điêu thề. Tôi điêu, vâng. Mọi người cứ tin thôi. Thì này gì vậy ơi. Em sinh ra và lớn lên ở bên cạnh em sống năm rồi em thấy anh. Ôi trời ơi, đang bơi bỏ mẹ đây này, đang đi bơi đây này, đang tụt quần đi bơi kìa. Ủa, quần đéo rồi. Em dừng đi. Em chúng rồi. Chết nào được, mình có phải lấy đâu. Ôi trời ơi. Thấy chưa? Cái gì lạ lạ lạ.
Đùa thế thề luôn đi. Tới phút cuối cùng nó mới cho mày biết đó là ai mà. Minh Phong béo, Minh Phẩm. Mình không béo có nghĩa là mình sẽ gầy chứ. Ủa? Chị thiểu năng xíu, đừng có ai nghi ngờ rồi được. Ủa ai nhắn gì vậy? Ơ làm sao rót được? Ha, đủ mẹ. Ơ làm sao rót được nhỉ? Nào thấy chưa? Đừng đừng có tin thằng đéo đỡ được nữa, đừng có tin thằng đéo đỡ được nữa. Thằng này nó thế nào ấy? Mình có được nói à. Ông ấy không có biết hay sao ấy? Ai ai ai. Cái gì? Ê, cho hỏi một chút. Alo. Trời ơi, tao tôi là thám tử ấy. Xong rồi tôi thấy hiện tự rip của ông này ở ngoài thì là sao? Tao đéo. Bắt tao cái ông hoạt động trong game gì nữa. Phải lìn. Nhưng mà với tôi thì biết được. Chả hiểu thằng đéo đỡ được, nó có vẻ nó biết chơi sao ấy. Ông biết là lần đầu tiên còn sống hay đã chết không? Không hoạt động được mà mọi người cứ thằng mất trong tôi, game. Đầu tiên là tôi soi chơi vậy chơi. Đéo đỡ được này, xong rồi lúc sau thì chưa rip cũng đậu bóng tôi. Ừ, không phải tôi là pháp y. Tôi cũng chưa hiểu là biết rip là phải sao thì. Tôi đừng có kêu gọi. Thứ hai, ông có biết người đầu tiên sống hay đã chết không? Hai thằng kia tao đấm chết hai thằng đó luôn bây giờ. Cái gì luôn mà không nên hả? Mình biết được anh hay là bún đậu bóng tôm bấm nem tao ăn còn tao cắm ăn tao bấm nem mà nhưng mà mày ghi là bóng tôm kìa là mày không ăn bún đậu với mắm thường thôi tôm chứ. Khổ. Mình còn chưa sát xong rượu ấy. Mẹ ghét gì. Chả biết sát kiểu gì luôn. Quá mệt chùi vậy. Ý hello chú. Game play. Trần ngẫu y nhiệm vụ. Kìa. Cái gì kìa. Ai vậy? Cái gì vậy? Pay và L control. Ok, pay L control là ship. Ai sao là F0? Ai vừa chui cốc không làm gì? Chị lại không biết giải thích thế nào sao đâu. Làm sếp cảm đáng nghi rồi đấy. Thế như là lần này không phải F0 là lần sau với lượt ông ấy. À, mày chết rồi im đi. Tôi tin F0 nhưng 100% là vì đơn lưu ý nhiệm vụ Z. Và câu R, DTP. Ta nhận ra máy không rồi? Quan trọng F0 nhỉ? Nè, F0 phải xuống rồi. Tưới cây trước sẽ tách mai nữa rồi. Tưới cây trước không à? Không ai dẫn thợ máy không? Không, mình đang chưa hiểu lắm về cái việc thợ máy thì nó sẽ bị thế nào. Ủa mày đâu? Đập lửa. Ủa sao tự nhiên lại phải đập lửa? Mình là ma, mình dập nào lửa. Mình là ma, điện mình này là sửa điện hay là cái gì vậy? Không biết. Cái này có nhiều lắm hả? Ơ là nào? Hết rồi.
Bia không sao mà thể nữa đấy. Lúc đang sửa lỡ pin không, pin không 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 tới. À, mọi người đều tới chiều pin không. Pin không tới. Mình nói cho nên tôi mới chạy lên tòa án để báo. Mà lúc nó cháy không có báo được. Kìa, pin ở dưới mà. Pin ở dưới mà. Lỡ lúc đó nó đau bụng sao? Pin ở dưới mà. Không bị kẹm thế chứ. Hơi hơi nhạy kẹm á nha. Đấy, pin ở trong phòng dưới mà. Vậy là thì ghi thằng đỏ. Còn ta ghi mày đấy. Ông cứ thế làm ông cả đáng gì rồi đấy. Thằng xám này là thám tử ấy. Lúc cửa đóng ấy thấy là đứng ở trong góc mà. Hey, tôi thấy thì nãy giờ tôi đi vòng vòng tôi thấy ông Minh biển hay đi một mình nha. Minh không biển hay đi một mình ấy. Thấy nó vậy thôi nhưng mà không chắc nha. Minh nó nghiện đấy. Còn vài nhiệm vụ mọi người làm nó đi. Là ra phải. Đúng rồi, làm nốt nhiệm vụ thôi. Căng thế. Căng quá. Đã thấy phần ở đâu toàn thế. Căng. Đéo thấy fun ở đâu, đéo thấy vui ở đâu. Chỉ thấy mắc gọi là cái sự suy đoán phải gọi là khá là mệt ấy. Thử đéo mẹ mình rót bia, đéo xong luôn đấy. Không cần thành nhiệm vụ đùa thôi ao bà đã game rồi chán vãi là thế chán vãi Hello Zen nhá. Hello. Kỳ quá, chơi game chả hiểu gì. Chưa hiểu. Mà đang làm nhiệm vụ, mình chả phải đang giết người bị kích kỳ thế. Nó chọn mình đầu tiên nhỉ, kỳ thật. Đấy là nhiệm vụ ấy, lại còn bị lỗi nữa chứ. Buồn quá. Thank you.
sai lầm. Chắc mai kia phải ấy mất. System ready running. Load setting successfully. Phần gì đấy nhỉ? Chị Google, bắt đầu đọc bình luận. Có đâu mà đọc. Ô ô chết 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 chết. Sorry, I am sorry. I am sorry. Tiếp cận đến giáo viên nhỏ nhất đó. Vãi, đây là app kiểu học hành ấy. Chưa kiếm được đứa nào bạn để đóng cái kịch bản này. Chưa kiếm được. Rồi thấy bẩn ra rồi. Nào đến mấy cũng tan thành mây. Thở ấy khi ăn bàn tay. Ôi mày tiến hóa thôi mà mày cũng phải làm chuyện. Phút 53 ra con gì? Ra con gì? Ui, lợn đèn toàn lợn thế này. Sao lại nhiều lợn thế này? Mình không thích lợn. Sao toàn lợn thế này? Chó mèo thích hơn. Lỗi, hết số lần đọc bình luận. Ta biết rồi. Bởi vì ông là con lợn what the fuck. Kể cả là con lợn thì cũng thích chó thích mèo hơn chứ. À ừ, quên, là được.
giờ. Sợ đồ cua như kiểu đéo nào nó lại inbox bán son này. Chỗ này có rất nhiều rồi. Tao không nhận được cái thêm mời này, từ 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 để xem bạn này tại sao bạn lại gửi đây. Ok mẹ tao đến thì mày lại đi mày. Mình đang định hỏi xem là tại sao em ngồi đây một mình. Mình vừa đến, mình đang chuẩn bị ngồi xuống thì nó lại đứng dậy, nó đi mất mẹ kiếp. Nhiệm vụ ở đâu nữa nhỉ? Xem mình có con cá hồng không. Hình như theo như hôm qua thì mình câu được một con hay sao. Nên là mình vừa à, 4 con à? Ngon, 4 con. 4 con điện thưởng luôn 4 cái. Mày nghĩ tao muốn quảng cáo cho Shopee lắm à? Shopee, sao mày chuyển sang Lazada? Xin chào ông, xin chào bà. Không. Còn nhiệm vụ ở đâu nhỉ? À, nhiệm vụ của bác sĩ, ông bác sĩ. Tôi là con trai à? Thế à? Chào. Cũng chào ông nhá. Trời ơi, đôi lúc kiểu giới tính á. Giới tính nó cứ đảo lộn hết thì lên, đảo lộn hết cả lên. Thế bây giờ từ từ bây giờ mình hỏi nhá. Thế Thanh Hà bây giờ có cái gì chứng minh mình là đàn ông xem nào? Show ra đây xem là có cái gì chứng minh là mình làm đàn ông rồi. Thì lúc đấy mới mới khẳng định được chứ, đúng không?
Nói thật là mình tưởng là cái nhà đấy không có ai mà cũng lại có người ấy. Ấy mình tưởng là ấy sau cái đợt mà Genie nó không diễn nữa hoặc là nó không không lên đấy tự nhiên lại bất có người. Ông thấy tôi biết mình có con trai không? Có thấy quên solo, chả phải là quên solo đâu mà là người khác quên chứ không phải là mình quên. Vãi. Ô kìa. Từ giờ còn thằng tao còn đây xúc xích nữa quên. Đây xúc xích nữa. À còn không phải tay xích mà là đây nhặt rác. Ai quên nhở? Không biết ai. Người nào mà dễ thương, đẹp trai mới lại ấy là người ấy quên nhá. Tóm lại là hỏng phải mình. Tóm lại là hỏng phải mình quên, mình nhớ nhưng mà bạn ấy không vào. Bạn bận gì đấy ấy. Bạn đấy bạn bận gì đấy thế là bạn ấy không nhớ thôi. Ôi vãi cần nhặt. Ở cái cây A kia nó đã rộng lắm rồi, nó đã mệt lắm rồi, bây giờ lại còn nhặt ở bên này nó rộng hơn nữa. Ủa anh biết gì nhớ nha. Thế để mai nhá. Để mai nhá. Cái gì tại ăn chậm á? Ăn á? Ăn gì giờ này? Sẽ ăn giờ này. Ăn ăn chậm thế, ăn muộn đấy, bây giờ 10 giờ rồi, what the fuck. Chết rồi, không tìm thấy rác rồi, rác đâu rồi. À đây có cái rác này. Không. Like xong đi ra. Ờ được rồi. Like xong. Xè. Ôi giời xè, ôi xè. Ờ con bé này là con bé Su. Su. Nay quá trời bóng 4 luôn thì á, nhiều bóng 4 thế á. Từ ở đâu này từ. Sao chị Hải Tượng ở cái này mình chưa có. Cái pô xe này nghe nó tởm quá. Pô xe nghe tởm quá. Không thích cái pô này phải bụp 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 các kiểu. Xe của chú độ bô lên nói chung là đi cũng đã lắm chứ bộ. Xe của chú đi độ bô lên đi sướng hẳn. Máy tính em sập nguồn sửa sao anh. Chưa hết đủ full đồ. Có vẻ như ở full. Ghê quá. Ghê quá. Sát thủ đỡ đòn sát thủ. Xăm nữa.
một ca tư rồi vẫn chưa được à, cái này ca chín liền. Ô là chờ cái này ca chín liền, giúp Dorothy ở căng tin câu cá sim hồng. Dorothy ở căng tin á, căng tin thì nó là ở trường học đúng không? Đó là thi ở trường học. Đó là thi. Căng tin à? Căng tin ở đâu nhỉ? Ở đây không? Căng tin ở đâu? Ơ mà từ từ, từ từ, ban ngày mới có chứ. Ơ ban ngày, không vu vội thằng đấy nữa. Hôm nay thứ bảy à, thằng bác sĩ lại lục. Mệt nha, mệt nha. Hay quá, mặt như bồ đá. Sao lại mặt như bồ đá? Chơi thôi mà, chỉ là chơi game thôi mà. Từ đái ấy. Đái ấy.
thế nào để xem nào. Có ok nhận được tiếp lần rồi ít ba tiếp quả gạo luôn play cái thờ vậy liền. Không những ta bắt được một con, ta bắt được bốn con nhưng mà xong hết. Nhìn 680 cơ. Nó quay nào. Nó quay, nó quay, nó quay. Cả heo